Thư Kiều, Sơn Hiền, kính chào bà con và quý khán giả đã quan tâm đón xem bản tin 365 ngày chuyển động. Thưa quý khán giả và bà con, hôm nay thì chúng tôi nghĩ là bà con sẽ cảm thấy thú vị và muốn cập nhật nhiều thông tin hơn. Bởi vì không chỉ thông tin kịp thời về tình hình sản xuất của nông dân Lâm Đồng, mà chúng tôi còn mang thông tin từ miền Tây. Nơi đây mệnh danh là vườn sai trái ngọt của đồng bằng nhờ thổ nhưỡng tốt. Để hiểu hơn về những điều thú vị này, mời bà con điểm qua thông tin hôm nay cùng với chúng tôi. Du khách thích thú trải nghiệm tham quan mùa nước nổi miền Tây bằng thuyền năng lượng mặt trời. Đặc sản mùa nước nổi bán đầy chợ, rất hút hàng. Mời bà con và quý khán giả tham quan những khu chợ cá đồng ở Hậu Giang sau ít phút nữa. Lâm Đồng, sản xuất kinh doanh cây giống phát triển mạnh, từng bước sử dụng giống có bản quyền. Làm sao để canh tác sầu riêng đạt hiệu quả cao nhất với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng Lâm Đồng? Sau dịp 20 tháng 10, ngày Phụ nữ Việt Nam, thì sắp tới là ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Nhà vườn trồng hoa hồng Đà Lạt lại có dịp hốt bạc nhờ giá hoa tăng cao hơn ngày thường. Giá hoa hồng tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hiện đã tăng mạnh dù chưa tới ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Cụ thể, hoa hồng Đà Lạt đang có giá từ 2.500 cho đến 3.500 đồng một cành, tăng gấp 2,5 cho đến 3 lần so với tháng 10 cũng như thời điểm này cho các năm trước. Trong đó, các loại hoa hồng được thị trường ưa chuộng như hồng đỏ đã tăng đột biến từ 800 đến 1.200 đồng lên 3.300 cho đến 3.500 đồng một cành. Hồng nhung từ 3.000 đồng một cành. Các màu khác như hoa hồng vàng, trắng, ánh trăng cũng tăng lên từ 2.500 cho đến 2.800 đồng một cành. Theo các dựa thu mua qua đầu mối tại thành phố Đà Lạt, một phần nguyên nhân giá hoa hồng tăng cao là do trong thời gian qua, thời tiết thay đổi thất thường khiến hoa bị nhiễm bệnh rụng lá, nấm mốc làm sản lượng sụt giảm. Nếu Đà Lạt của Lâm Đồng là cái nôi của rau hoa cả nước, thì Sa Đéc của Đồng Tháp là xứ sở hoa kiển lớn nhất nhì miền Tây. Làng hoa Sa Đéc được nhiều đoàn du khách ghé đến tham quan, mua sắm thời gian gần đây, làm cho không khí thêm phần nhộn nhịp. Mặc dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2019, nhưng mà không khí này thì làm cho chúng ta thêm vui tươi. Những mặt hàng được nhiều du khách chọn mua là cây để bàn trang trí, cây phong thủy theo 12 con giáp, các cây trồng trong chậu như là trầu bà, kim ngân. Ngoài ra, nhiều thương lái mua bán hoa kiển từ Phú Quốc, Long An, Tiền Giang, Bến Tre cũng đến đây để mua hoa kiển về bán. Hiện các loại cây công trình chịu nắng như trăm ổi, thanh tú, dừa cạn và cả cỏ nhung đang rất được ưa chuộng. Các cơ sở kinh doanh hoa kiển còn trang trí hoa kiển làm cảnh để du khách có thể chụp ảnh. Bà con nông dân và quý khán giả thân mến, cứ hễ năm nào nước nổi về lớn là thiên nhiên lại ban tặng nhiều sản vật mùa nước nổi, nhất là thủy sản miệt đồng khá dồi dào. Do đó mà không khí buôn bán ở các chợ miền Tây cũng nhộn nhịp hẳn lên. Tôi cũng có tìm hiểu về những đặc sản ở miền Tây thì thấy là tại khu chợ nông thôn ở Vị Thanh, Hậu Giang vào buổi sáng, góc chợ dành cho mặt hàng thủy sản để tấp nập người mua, người bán. Mỗi người thì bày ra 4 năm thao rổ đựng cá, tép, lương, ếch. Có thể thấy là thủy sản mùa này thì số lượng nhiều và đa dạng nhất trong năm nên giá cả cũng mềm hơn. Cụ thể mời bà con và khán giả theo dõi thông tin được ghi nhận. Cụ thể, cá lóc có giá từ 45 đến 90 ngàn đồng một ký tùy loại, cá mè dinh từ 15 đến 20 ngàn đồng một ký, cá rô đồng từ 25 đến 30 ngàn đồng một ký, cá chốt 12 ngàn đồng một ký, ếch đồng 70 ngàn đồng một ký. Nhiều người nội trợ chọn mua cá đồng để làm phong phú bữa ăn mà không đắn đo nhiều về giá. Không chỉ mua cá tươi, nhiều người cũng mua cá về làm khô. Có thể thấy, người mua và người bán ai cũng tranh thủ thời gian cuối mùa nước nổi để mua đồ đồng. Ngoài các loại hải sản thì rau màu đặc trưng mùa nước nổi cũng hút người mua vì tâm lý mùa nào thức ấy. Ở các khu chợ khu vực trung tâm hay vùng ven dễ bắt gặp những rổ bông súng, bông điên điển hay rau nhút được bày bán cạnh những mẻ cá đồng, như một gợi ý cho khách hàng dễ dàng chọn mua để kết hợp trong bữa cơm gia đình. Bông súng giá chỉ 2.000 đến 3.000 đồng một bó, rau nhút 8.000 đến 10.000 đồng một ký, bông điên điển có giá 35.000 đến 40.000 đồng một ký. Nhiều loại rau xanh tăng giá và khan hiếm nguồn hàng. Theo một số tiểu thương kinh doanh mặt hàng rau củ ở chợ Vị Thanh, nguyên nhân là do nước ngập nên ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất. Xà lách son có lúc tăng 5.000 đến 10.000 đồng một ký so với ngày thường, ở mức 33.000 đến 45.000 đồng một ký. Cải xanh 15.000 đồng một ký, rau má có giá 30.000 đồng, tăng 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Đợt tăng giá còn kéo dài đến hết tháng 10 âm lịch, qua tháng 11 có thể giá sẽ bình ổn trở lại.
Nếu muốn thưởng thức cá đồng, rau đồng thì đến miền Tây, nhưng đặc biệt mùa nước nổi sẽ đa dạng sản vật hơn những mùa khác. Không biết là bà con và quý khán giả sẽ cảm nhận như thế nào khi được ngồi trên thuyền năng lượng mặt trời du ngoạn miền Tây và ăn đặc sản rau đồng ngay trên thuyền ạ? Nghe thưa Kiều nói thì tôi cũng muốn đến đây để mà trải nghiệm. Thưa quý khán giả và bà con, miền Tây được mệnh danh là đẹp nhờ cây trái, tôm cá, cho nên là những món ngon từ miền Tây được kết hợp với du lịch trên sông như vậy cũng là điều thú vị, thu hút du khách. Anh Xuân Hiền khi mà đến khu du lịch Đồng Sen ở huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp thì sẽ được đi trên những chiếc thuyền năng lượng mặt trời vừa được cải tiến chính thức đưa vào hoạt động phục vụ khách du lịch tại khu du lịch này. Và nhiều du khách vô cùng thích thú khi tham quan bằng thuyền năng lượng mặt trời. Mời bà con xem ghi nhận từ cộng tác viên chúng tôi gửi về. Theo đó, thuyền năng lượng mặt trời do công ty trách nhiệm hữu hạn điện mặt trời Mekong liên kết với ban quản lý khu di tích Gò Tháp và các điểm làm du lịch ở khu du lịch Đồng Sen tổ chức cho du khách tham quan bằng thuyền năng lượng mặt trời trên tuyến kênh xung quanh khu di tích Gò Tháp, ngắm cảnh bình yên của sông nước, sau đó trở về tham quan khu di tích Gò Tháp và dùng ẩm thực ở khu vực Đồng Sen. Nếu du khách có nhu cầu, có thể vừa ngồi thuyền năng lượng chạy trên kênh, vừa dùng ẩm thực là các món ăn đặc sản của vùng Đồng Tháp 10 và thưởng thức đờn ca tài tử hoặc câu cá. Việc đưa dịch vụ chở khách tham quan bằng thuyền năng lượng mặt trời giúp cho du khách viếng lễ hội vào rằm tháng 11 âm lịch tới và tuần lễ du lịch của tỉnh tổ chức ở Gò Tháp sẽ giúp du khách có thêm lựa chọn và trải nghiệm thú vị và mới lạ. Không chỉ biết nắm bắt cơ hội làm du lịch để làm giàu, mà theo chúng tôi, câu chuyện khởi nghiệp sau đây của một lão nông miền Tây cũng là một sự nắm bắt thời cơ tốt. Mặc dù không phải là điển hình trong khởi nghiệp, nhưng mà ông đã cho người ta thấy là cái sự cần mẫn, kiên trì, ham học hỏi của người dân miền Tây. Ông Trần Minh Sơn, 40 tuổi, ngụ ấp Long Hưng, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, sinh ra trong một gia đình thuần nông nên cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào phát triển sản xuất nông nghiệp là chính. Do xuất thân từ gia đình nghèo, con cái ăn học nên phải nỗ lực lắm thì ông mới xua tan đi cái nghèo đeo bám. Vậy là ông đi nhiều nơi, tìm hiểu về nhiều loại cây trồng, đem lại giá trị kinh tế cao về phát triển kinh tế gia đình. Và cái hay là ông cho cây cam xoàn sống chung với bưởi da xanh. Mô hình trồng kết hợp này giúp cho kinh tế ngày càng khấm khá hơn. Anh Trần Minh Sơn đã đi nhiều nơi, sau đó quyết định chuyển 10 công lúa sang trồng cam xoàn và bưởi da xanh trên vùng đất Long Giang. Để đất ngày càng màu mỡ, anh còn mượn tiền để đầu tư hệ thống tưới tự động hơn 80 triệu đồng. Lúc đầu, anh Sơn nhiều lần lặn lội đến tận huyện Lai Dung, Đồng Tháp học hỏi kinh nghiệm để về áp dụng và đã không ngại bỏ tiền ra mướn những nhà vườn có kinh nghiệm để chăm sóc vườn cam của mình, nhất là việc ứng dụng những kỹ thuật mới. Bên cạnh, anh còn miệt mài tích lũy kiến thức nhờ học qua mạng Internet. Mỗi ngày, anh gần như dành trọn thời gian theo sát vườn cam, cây bưởi để chủ động phòng tránh khi xuất hiện bệnh thì kịp thời xử lý ngay. Sau 3 năm chăm sóc, mảnh vườn nhà anh thu hoạch được 6 tấn cam và 200kg bưởi da xanh. Với giá bán cam xoàn là 17.000 đồng một ký, bưởi da xanh là 35.000 đồng một ký. Trừ đi chi phí thì gia đình anh vẫn chưa thu được lợi nhuận vì vốn và chi phí đầu tư ban đầu là khá cao. Cái kinh nghiệm thì mình trồng mới thì mình không biết kinh nghiệm, sau này mình rút ra mình cũng biết được chút đỉnh. Có khoảng cây khoảng 2 năm, cây cho bự tàn bự đẹp thì mình lấy trái có năng suất nhiều. Điệp khúc được mùa mất giá, được giá mất mùa, lặp đi lặp lại, nhưng với anh Sơn luôn một niềm tin vào mô hình mới này. Càng thất bại anh càng quyết tâm đến cùng. Trong cây gì, nuôi con gì cũng phải cần mẫn, kiên trì, chịu khó học hỏi thì vẫn có thể thành công. Anh Sơn còn nghề tay trái nấu rượu lấy hẹm nuôi heo. Một ngày trung bình anh cho thành phẩm ra từ 50 cho đến 60 lít rượu, trừ chi phí hao tốn cho thu nhập trên 100.000 đồng mỗi ngày. Dám nghĩ, dám làm, tuy chưa được thành công như mong muốn, nhưng mô hình này đã cho thấy nông dân miền Tây đã dần thay đổi tư duy sản xuất. Dám nghĩ, dám làm, tuy chưa được thành công như mong muốn, nhưng mô hình trồng cam xoàn kết hợp trồng bưởi da xanh bước đầu cho thấy khá phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương. Đó là câu chuyện khởi nghiệp của nông dân miền Tây. Thế còn bà con ở tỉnh Lâm Đồng thì sao ạ? Mấy năm nay thì công tác chuyển đổi của nông dân nơi đây cũng tạo cái phong trào sôi nổi. Mời bà con và quý khán giả xem việc canh tác sầu riêng sau chuyển đổi của nông dân ở đây sau ít phút nữa. Kính thưa bà con, giống là yếu tố cốt tử của nông nghiệp. Xác định được điều quan trọng này, cho nên là không chỉ Lâm Đồng mà các tỉnh có năng lực nghiên cứu, lai tạo đã rất cần mẫn tạo ra những giống tốt cung cấp cho nông dân.
Hàng năm thì tỉnh Lâm Đồng có khoảng 30 triệu cây giống in vitro, tức là nghiên cứu trong ống nghiệm, và trên 2 tỷ cây giống rau hoa được sản xuất từ khoảng 200 cơ sở sản xuất giống trên địa bàn tỉnh. Việc sử dụng giống có bản quyền từng bước được mở rộng phạm vi về diện tích cũng như là chủng loại. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất ở địa phương, hàng năm, các doanh nghiệp trong tỉnh đã nhập khoảng 60 giống rau hoa các loại, với số lượng giống cơ bản chiếm khoảng 75%. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cây giống phát triển đã góp phần rất lớn giúp bà con nông dân các địa phương chủ động mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp với nhu cầu của thị trường, góp phần nâng cao thu nhập trên mỗi đơn vị canh tác ở Lâm Đồng đạt 163 triệu đồng một hecta một năm. Trong đó, những diện tích rau hoa ứng dụng công nghệ cao có thể cho thu nhập từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng một hecta một năm. Trước tình hình tiêu thụ, xuất khẩu chè của doanh nghiệp gặp khó khăn, giá chè búp tươi giảm, hiệu quả kinh tế không cao, một số doanh nghiệp và hộ nông dân trồng chè trong tỉnh đã chuyển đổi sang trồng các cây trồng khác như dâu tằm, cây ăn trái, cà phê. Quá trình chuyển đổi phần lớn được thực hiện theo hình thức trồng sen và thay thế từ từ đến khi cây trồng khác cho quy hoạch mới tiến hành chặt bỏ cây chè. Hiện diện tích chè toàn tỉnh là gần 12.700 hectare, giảm 45% so với năm 2013. Những diện tích vườn chè hiện có được bà con nông dân chăm sóc đảm bảo cho năng suất chất lượng tốt. Năng suất chè Lâm Đồng năm 2018 đạt 123,6 tạ 1 hectare, tăng 31% so với năm 2013. Thưa bà con và quý khán giả, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý chính là giải pháp nâng cao thu nhập trên mỗi đơn vị canh tác. Những cây trồng chủ lực của tỉnh Lâm Đồng như là chè giảm năng suất, cà phê già cỗi, điều sâu bệnh đã được phục hồi hoặc là nông dân chấp nhận chuyển đổi sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn, trong đó thì có sầu riêng. Tuy nhiên, thực tế canh tác sầu riêng ở Lâm Đồng cho thấy nhiều khó khăn mà nhà nông phải đối mặt. Trong đó, nguy cơ trước mắt là vượt quy hoạch, dội hàng nếu ngành chức năng không sớm định hướng cho nông dân. Sau đây là ghi nhận nỗi lo của nhà vườn trong quá trình canh tác như thế nào cho bền vững. Tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 7.400 hectare sầu riêng, trong đó diện tích trồng sen gần 5.400 hectare, diện tích kinh doanh là gần 4.000 hectare, sản lượng hơn 39.000 tấn một năm. Niên vụ sản xuất vừa qua, giá sầu riêng trên thị trường rất khả quan, với năng suất bình quân đạt gần 10 tạ một hectare, bà con nông dân có thu nhập hàng chục triệu đồng cho mỗi cây sầu riêng. Đó là lý do khiến diện tích sầu riêng tăng từng ngày. Theo nhận định của cơ quan chức năng, nhu cầu chuyển đổi sầu riêng giống mới của bà con nông dân vài năm trở lại đây là rất lớn. Diện tích sầu riêng phát triển bình quân mỗi năm có thể đạt hàng trăm hecta. Điều này cho thấy sự nhanh nhạy trong đầu tư sản xuất của nhà nông. Tuy nhiên, hướng chuyển đổi này cũng đặt ra vấn đề là làm sao định hướng, quy hoạch rõ ràng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trồng tràn lan không theo quy hoạch, rất dễ xảy ra tình trạng cung vượt cầu. Mình làm bây giờ là mình chưa có thì cái giá của nó đang rất là tốt. Thế nhưng mà đến khi mà nó cho mình thu hoạch ý, thì cũng chưa biết ra sao cả. Mà bây giờ cái sản lượng để mà dân phát triển ý, thì tương đối là nhiều. Phải nói là nhiều lắm chứ không phải ít. Như nhà tôi thì một héc vườn ấy, tôi làm sen canh vào ý, thì ngoài cà phê ra ý, thì tổng số các loại cây sen canh vào nó cũng phải tầm 200 cây. Sầu riêng là loại cây trồng đa niên, phải mất 3 đến 4 năm cây mới cho trái. Thời gian kinh doanh có thể kéo dài đến 30 đến 40 năm nếu được chăm sóc đảm bảo. Tuy nhiên, muốn có một vườn sầu riêng đạt cả năng suất lẫn chất lượng, việc đầu tư chăm sóc cây trồng phải khoa học. Nhất là đối với những diện tích sầu riêng trồng sen, mật độ trồng và kỹ thuật thâm canh phải đảm bảo. Các giải pháp quản lý sâu bệnh hại trong vườn cũng phải khoa học mới tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng chính và cây trồng sen sinh trưởng và phát triển cho năng suất ổn định. Sầu riêng là ở tán ăn tầng cao, cà phê ăn tầng dưới thì cái độ mật độ cà phê dưới là nó sẽ bị sinh ra ẩm thấp nhiều, độ ẩm thấp cao nên sinh ra bệnh lấm thối thân xì mủ với cả lấm dưới đất curasium cây vàng lá suối rễ. Chúng ta đã có nhiều bài học đắt giá khi đầu tư mở rộng diện tích mà không tính đến các yếu tố bền vững liên quan. Hiện nay nông dân trồng sầu riêng cần theo quy hoạch của ngành chức năng, áp dụng đúng kỹ thuật canh tác và phải tính đến chuyện đầu ra. Có như thế thì cây sầu riêng mới phát triển bền vững và người trồng sầu riêng mới thực sự có thu nhập ổn định từ loại cây dài ngày này. Công tác chuyển đổi cây trồng và hướng tìm đầu ra bền vững cho sầu riêng của nông dân Lâm Đồng đã thay lời chào tạm biệt của chúng tôi hôm nay. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả và bà con.